Rồi, xin chào anh em. Lâu quá không lên clip ha. Nay mình quay lại một cái xe ha. Quay lại cái xe cho anh em coi hôm trước, cái xe hôm trước mình có đăng lên á. Thì hôm nay nó cũng ngon lành ha. Thì cái xe thì anh em mình như thường lệ ha, anh em cứ làm đơn giản bỏ đi ha. Đơn giản bỏ đi rồi thời gian cho nó đâm chồi đâu đó đồng hoàng thì mình đã định hình lại nữa, tại vì cây si thì nó cũng không lên dương ý mình đâu ha, muốn đâm chồi đâu đâm ha. Thì trong lúc đâm chồi này kia ngon lành thì mình sẽ định hình lại ha, định hình lại thì mình nuôi lại, nuôi đàng hoàng lại. Hôm nay thì cái này này mấy cái tay cành thì mình cũng định hình đó. À, mình định hình nuôi nha, đợt này thì mình ok hết hả, định hình ok hết, tại vì những cái chỗ mà nó lên chồi và chỗ không lên chồi á thì mình cắt tỉa rồi đục đẽo lên á, thì cái này hôm nay nó cái tương đối ổn á, tương đối ổn. Cái này được cái này biết sao, tay cành nó có, tay cành nó có đầy đủ đỡ mình đỡ tốn công nuôi nuôi mấy cái tay cốt á. Thì tay cốt này hôm trước nó cao hơn, nó cao hơn thì mình cắt ngắn lại, mình cắt ngắn lại tại nó hơi cao đó. Thì hôm nay cây này mình đã định hình ổn định không, mình chủ yếu là mình nuôi ha, nuôi mấy cốt trai. Thì cái dòng ở trên thì mấy cốt trên này thì nó có ha, thì mình nuôi mấy tay chi, nuôi tay chi lại ha. Còn ở dưới này thì nó cũng nói chung cũng ổn, cốt mình có hết trơn. Giờ này được dụng siêu bút đỏ ha anh em, nè mình sẽ quay lên đây cho bạn xem nè. Đó, cái siêu bút đỏ bạn thấy là bút đỏ nè. Đó, thì đây cũng nè, bút đỏ mình sẽ quay, quay bạn xem bút đỏ ha, đúng chất siêu bút đỏ ha. Đó, còn bút hồng thì nó hồng hơn ha, không được đỏ như vậy đâu. Cái xi này rất là già ha các bạn, cái xi này được cái là cái tự nhiên ha. Nói thẳng ra cây này là mình khai thác tự nhiên đó, tự nhiên nhưng mà được cái cốt cành nó có, thì gan mình đã nuôi già 3 năm vậy ha, các bạn thấy cốt cành nó có đầy đủ. Thì cây này nó nằm giữa đồng ha các bạn, nằm giữa đồng thì châu bò nó ở đó, người ta cục châu này kia ở đó, người ta cục châu này kia các bạn, thì nó bị châu nó cả tới ca lui gì chứ không biết, mình hiểu không hiểu lý do sao mà nó được như vậy. Cây này mình chỉ nuôi vài tháng thôi nhưng mà những cái cốt các bạn thấy không, châu nó dựa nè, dựa nè, cốt cành này kia nhìn cây rất là già, nằm giữa đồng. À, mình về giờ mình làm sao lại ha, đằng này là đằng này là mặt sau ha, mặt sau này thì bữa mình cái hơi cao mình mới cưa làm lại nè, cưa làm lại ha. À, thì những cây khai thác thì các bạn cũng biết rồi, mình nuôi thời gian dài 3 năm mới có được một cái cốt ha, thì sau đó mình cứ nuôi 5-7 năm nữa lên mới có một cây chơi ha. Còn cái dòng này các bạn thấy không, cốt mình đã có sẵn nè. À, mấy cây tử nhìn rất đẹp ha. À, dòng cốt có sẵn dân á, giờ mình nuôi tao bông, nuôi tao bông thì nuôi cốt thì lâu ha, nuôi cốt thì giờ 3 năm ha, nuôi tao bông thì lẹ các bạn. Đó, được cái này mình nuôi rất lẹ nè, nhìn nó rất là già các bạn, nhìn nó già mà nhìn nó coi như là nó nhìn nó quái lắm ha, tự nhiên ha chứ không có gì tự nhiên. Cây này mình chỉ mới đem lên nuôi được mấy tháng thôi ha, mấy tháng thôi đó. Hôm trước mình có đăng cái clip trước á, hôm trước nó hình nó khác ha. Thì mình lúc đó mình chỉ làm sơ thôi ha, để cho nó đâm chồi mình định hình cốt cán này kia lại, thì mình hôm nay nó định hình nó gì thì mình sẽ nuôi lại tay bông ha. Mấy cái tay này ở trên thì nó có cốt rồi, thì mình sẽ nuôi tay thì không cần lớn quá, vậy nuôi bông. Còn cái dòng dưới này thì mấy cây tử nhìn rất đẹp ha. Cái này quạnh nó tới 180 các bạn.
178 gì đó. Khủng lắm ha, chứ sợ quay quay gì đó, cây này rất khủng ha. Cây này nuôi ta bông mới chừng 3 năm nữa có chơi ha các bạn. 3 năm nữa. Cốt cành nó có hết ha. Cây rất đỏ, rất là đẹp, nhìn nó cũ kỹ. Nhìn nó quái cây lắm ha. Còn thêm như những cái cây khác mà mình khai thác về á, như cái dòng hồng búp hồng này khai thác thì cũng lên mạnh. Búp hồng các bạn. À, con cái là nó mình nuôi nó lâu ha. Còn thằng này thì cốt nó đầy đủ à. Tay cốt đầy đủ, tự nhiên ha, tự nhiên cho. Còn mấy cái cốt này thì mình nuôi nè, kéo thẹo nè. À, mình nuôi cho nó bự lên. Mới này mình thả lỏng ha. Mấy thằng hoa cốt này thì mình thả lỏng mình nuôi cốt ha. Còn những này nó có cốt sẵn rồi nè thì mình sẽ nuôi tay bông thôi. À, thì hôm nay mình mấy tháng mình quay lại cây này cho các bạn xem chơi. À, đam mê si ha, đam mê si búp đỏ nè. Búp đỏ thì hiện tại giờ nó đang hot nhất, hot hơn búp hồng ha. Dọc nào cũng được, quan trọng cái cây mình chơi vừa ấy vừa được. Mà được cái mà cái cây này mình hên mình khai thác được là cốt cành nó nhìn nó quái quá. À, nếu đi khai thác cây tự nhiên thì nói thẳng 100 cây có được cây như gì, cốt cành nó rất là nhỏ, nhìn nó quái dị. Rồi thôi mình chào các bạn ha, lâu quá lên lại em này cho các bạn xem chơi lại. Rồi xin chào các bạn.